Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiều 1 tháng 8, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ toàn diện, xác định những người dân bị mất tích hoặc còn mắc kẹt trong nước lũ và yêu cầu các nhà chức trách giảm thiểu thiệt hại do thảm họa. Trước đó, vào sáng cùng ngày, số người thiệt mạng vì những trận mưa lớn hiếm thấy hơn trong 70 năm gây ra lũ lụt ở Bắc Kinh, sau khi bão nhiệt đới Doksuri di chuyển về phía Bắc, đã tăng lên 11 người, với 27 người vẫn mất tích. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hàng hán Bắc Kinh cho biết, trong sáng 1 tháng 8, số người thiệt mạng bao gồm 4 người chết ở quận Mentonggu, 4 người ở Changbin, 2 người ở Fangsang và 1 người ở quận Haidian. Trong số những người bị thiệt mạng có một lính cứu hỏa làm nhiệm vụ giải cứu và một quan chức thị trấn đang đi kiểm tra thiệt hại do bão. Tại 13 quận trong thành phố, hơn 44.000 người bị ảnh hưởng và 127.000 người phải sơ tán. Văn phòng lũ lụt và hạn hán Bắc Kinh cho biết, lượng mưa rơi từ 30 tháng 7 đến 6 giờ ngày 1 tháng 8 là 257,9 mm. Con số này cao nhất kể từ khi các quan sát khí tượng ghi nhận lượng mưa lần đầu tiên vào năm 1951 và lượng mưa thảm họa, mưa bão bất thường vào tháng 7 năm 2012 đã giết chết 79 người trong thành phố. Mưa lũ cũng khiến 3 đoàn tàu bị mắc kẹt ở vùng ngoại ô phía tây nam Bắc Kinh trên đường vào trung tâm thành phố. Trong đó, một chuyến tàu dừng lại trên khu đất cao hơn tại một nhà ga ở quận Mentonggu. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết các lực lượng trên bộ của Quân Giải phóng Nhân dân PLA đã điều động 4 máy bay trực thăng vào sáng sớm 1 tháng 8 để thả thực phẩm, áo mưa và chăn cho những người trên các đoàn tàu bị mắc kẹt và di chuyển những người bị thương. Quân đội cũng sẽ đến một trường cấp 2 ở Mentonggu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão để sơ tán những người bị mắc kẹt. Tối 31 tháng 7, liên lạc di động đã bị cắt ở 5 thị trấn ở Mentonggu và điện bị cắt do nước lũ ở một số khu vực trong huyện. Video và hình ảnh do các phương tiện truyền thông quay lại và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một số con đường ở Mentonggu và quận Fangsan lân cận bị ngập lụt, ô tô bị cuốn trôi, một cây cầu bị sập ở quận Fengtai. Dữ liệu trang web thống kê hàng không dân dụng cho thấy, đến sáng 1 tháng 8, cơn bão Doksuri đã buộc sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh phải hủy 70 chuyến bay trong ngày. Sân bay quốc tế Daxing của thành phố mở cửa vào năm 2019 và nằm ở phía nam Bắc Kinh, bị ảnh hưởng nặng nề, đã hủy hơn 300 chuyến bay. Ngày 28 tháng 7, bão nhiệt đới Doksuri đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ven biển phía đông nam và di chuyển về phía bắc, đến các khu vực của Trung Quốc, nơi hiếm khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão trong quá khứ. Tối 30 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ về cơn bão đầu tiên, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của Trung Quốc kể từ năm 2011. Bắc Kinh đã hạ cảnh báo mưa bão xuống cấp độ 3 màu vàng vào sáng 1 tháng 8. Tuy nhiên, Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt của thành phố cho biết vẫn còn nguy cơ xảy ra lũ lụt và thiên tai địa chất ở các khu vực miền núi. Cơ quan này khuyến cáo mọi người không nên ra ngoài trừ khi cần thiết. Những hình ảnh do truyền thông đăng tải cho thấy nhiều phương tiện trôi giữa dòng nước tại quận Mentonggu, Trung Quốc bởi những đợt hoàn lưu bão Doksuri khiến mưa to hoành hành ở thành phố 22 triệu dân này. Các khu vực ngoại ô khác của Bắc Kinh, bao gồm Phòng Sơn và Đại Hưng, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn. Hai lưu vực sông ở Phòng Sơn đã tràn bờ, trong khi con đường gần một ngôi làng ở Phòng Sơn đã bị cuốn trôi, cản trở đường vào làng. Cơ quan kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh cảnh báo mưa lớn tiếp diễn trong ngày 1 tháng 8 và thành phố đang đối phó với nguy cơ lũ lụt cấp độ 1, trong khi nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, các quận trung tâm như Đông Thành và Tây Thành sẽ hứng chịu đợt mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ từ 100 mm trở lên. Trong khi đó, việc kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Hải Hà đã bước vào giai đoạn quan trọng khi mực nước 13 con sông, trong đó có cả dòng chảy chính và các nhánh sông Vĩnh Định, đã vượt mức cảnh báo trong ngày 31 tháng 7. Lưu vực sông Hải Hà có mật độ dân cư đông đúc và liên quan đến nhiều thành phố lớn và vừa, trong đó có Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Đường Sơn và Tân Hoàng Đảo. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ lụt để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng ngừa. Bộ này nhấn mạnh cần phải đưa ra dự báo chính xác về các tình huống lũ lụt và thông tin kịp thời cho người dân về công tác phòng chống
và các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện đầy đủ trước khi xảy ra lũ lụt, đồng thời sơ tán người dân chịu ảnh hưởng càng sớm càng tốt. Cơ quan thời tiết Đài Loan Trung Quốc cho biết, tính đến 21 giờ ngày 31 tháng 7, bão Khanun cách Đài Bắc 1.170 km về phía đông nam và đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc về phía quần đảo Ryukyu, Nhật Bản. Bão Khanun có bán kính 250 km với sức gió duy trì tối đa 144 km/h, gió giật lên tới 180 km/h. Dự báo bão cho thấy, bão Khanun sẽ đi qua phần quần đảo Ryukyu trong ngày 1 tháng 8, chuyển hướng Tây Tây Bắc, rồi tiến về biển Hoa Đông. Vào cuối tuần, bão bắt đầu chậm lại và chuyển hướng về phía Đông Bắc. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cảnh báo, bão Khanun có khả năng áp sát tỉnh Okinawa vào ngày 2 tháng 8, mang theo gió mạnh và triều cường ở phía Tây Nam Nhật Bản. Bão Khanun đã dẫn đến việc hủy bỏ các chuyến bay đi và đến Okinawa. Theo hai công ty hàng không lớn nhất của đất nước, tất cả chuyến bay nối thủ phủ Naha của tỉnh có khả năng bị hủy vào ngày 1 tháng 8, ảnh hưởng đến hơn 30.000 hành khách. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào hôm 31 tháng 7, cơn bão cũng có thể tiếp cận bão Amami Oshima ở phía tây nam tỉnh Kagoshima. Trong khi đó, quân đội Mỹ tại Okinawa đang chuẩn bị sẵn sàng cho cơn bão Khanun, dự kiến đổ bộ vào khoảng 5 giờ sáng mùng 2 tháng 8. Theo tin bão mới nhất, Khanun dự kiến là cơn bão tồi tệ nhất mà chúng tôi trải qua trong 5 năm. Tờ Scribes dẫn lời đại úy không quân William Hansen cho hay, dự báo sẽ có mưa từ 150 đến 220 mm, có thể xảy ra mất điện và lũ lụt ở các vùng trũng thấp. Theo Hansen, cường độ của bão Khanun có thể vượt qua bão Hinano. Cơn bão đã tấn công bão Okinawa với sức gió 120 km/h và lượng mưa từ 170 đến 200 mm vào tháng 9 năm ngoái. Cơn bão đó đã gây ra sự cố mất điện trên khắp trại thủy quân lục chiến Courtney, gần bờ biển phía đông của hòn đảo. Theo tin bão mới nhất từ Trung Quốc, bão Khanun hiện cách quần đảo Philippines ở Thái Bình Dương hơn 1.200 km về phía đông, có thể đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, trung tâm kinh tế quan trọng của Trung Quốc, sớm nhất là vào ngày 1 tháng 8. Bão Khanun Philippines gọi là bão Falcon đang mạnh lên khi di chuyển về phía bắc tây bắc trên biển Philippines ngày 30 tháng 7, mỗi giờ đi được 15 km với sức gió tối đa 85 km/h và giật lên tới 105 km/h. Ở Trung Quốc, các thành phố lớn thường hứng chịu bão. Theo Reuters, có tới 150 thành phố của Trung Quốc bị ngập lụt mỗi năm do hệ thống thoát nước không đầy đủ, làm gián đoạn nền kinh tế địa phương và thậm chí cướp đi sinh mạng. Khi Tây Thái Bình Dương bước vào mùa bão cao điểm tháng 8 và tháng 9, các nhà khoa học cảnh báo cơn bão có thể phát triển thường xuyên hơn và dữ dội hơn do sự nóng lên toàn cầu. Nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu đạt 21 độ C vào cuối tháng 3 và duy trì ở mức kỷ lục trong năm, trong suốt tháng 4 và tháng 5. Ở quần đảo Florida Keys của Mỹ, nhiệt độ bề mặt đại dương tăng vọt lên mức cao bất thường trong tuần trước. Nhiệt độ trên đất liền cũng đã phá kỷ lục vào năm 2023 khi các đợt nắng nóng tàn phá phần lớn bắc bán cầu từ Canada và Mỹ đến địa Trung Hải, Ấn Độ và Trung Quốc. Một thị trấn xa xôi ở phía tây bắc Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiệt độ 52,2 độ C vào đầu tháng 7, lập kỷ lục mới của nước này. Khanun dự kiến là cơn bão thứ ba tấn công Trung Quốc sau cơn bão mạnh Doksori đổ bộ ngày 28 tháng 7 và bão Talim chỉ một tuần trước đó. Mỗi cơn bão đi qua sẽ gây ra những thiệt hại về tài sản, con người. Nhưng điều cần lưu ý nữa chính là việc cần hiểu về hoàn lưu bão. Trong cơn bão số 1 vào Việt Nam, hoàn lưu của nó cũng gây ra những bất ổn cho một vài địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.